chị Nhật Quỳnh và Thái Minh cho biết tiếng Việt nghe rõ. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ Ý Ký Quốc Tất Cá chương 3 ba pháp phẩm số 4. Này các tỳ kheo, giữa chư thiên có ba tiếng chư thiên. Này thỉnh thoảng được giao lên, tùy thời được khởi lên, thế nào là ba? Này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử cạo bỏ tóc, đắp áo cà sa, nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Trong khi ấy, này các tỳ kheo, tiếng chư thiên được giao lên, vị thánh đệ tử này nghĩ đến chiến đấu với ác ma. Này các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ nhất, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử sống chuyên tâm tu tập về bảy bồ đề phần, trong khi ấy, này các tỳ kheo, tiếng chư thiên được vang lên, vị thánh đệ tử này chiến đấu với ác ma. Này các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ hai, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử với sự diệt tận các loại hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu phận tâm giải thoát, để giải thoát. Trong khi ấy, này các tỳ kheo, tiếng chư thiên vang lên, vị thánh đệ tử này đã chiến thắng trong chiến trận, đứng đầu trong chiến trận, sau khi chiến thắng vị ấy an trú. Này các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ ba, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Này các tỳ kheo, giữa chư thiên có tiếng chư thiên này, thỉnh thoảng được vang lên, tùy thời được khởi lên. Thấy đệ tử chánh giác chiến thắng trong chiến trận, chư thiên cũng lãnh lễ, bậc chỉ đại như vậy. Bậc trí tệ chín mùi, chúng tôi đảnh lễ Ngài. Người được luyện thuần thục vì Ngài đã chiến thắng, trận đánh rất khó thắng. Ngài đã chiến thắng được quân đội của thần chết, không còn trở ngại gì nhờ giải thoát của Ngài. Như vậy, các thiên nhân đảnh lễ vị như vậy vì đạt được mục đích. Chắc chắn các thiên nhân đảnh lễ cho vị ấy pháp giúp thoát được khỏi thần chết chi phối. Dạ, cảm ơn Vương Pháp Thanh Hòa đã mất thầy ạ. Dạ, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thủ kính cảm ơn xích trần đạo. Niệm Từ ơi, Niệm Từ giờ vào đào tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Niệm Từ có cầm mic không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh nhường mic nha. Dạ, cảm ơn đào tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và mời Niệm Từ. Dạ, Nam Mô Cha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ sư Pháp Tính và con kính lễ với bà với cô thu nữ và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn sư Diệp Quỳnh, cảm ơn Rằng Đông và cảm ơn sư Trần Đạo cho biết âm thanh rõ. Dạ, đừng tự xin đọc bài hôm nay ạ. Dạ. Kinh Tiểu Bộ Ý Chí Quyết Tất Cá chương 3 ba pháp phẩm 4 bài. Này các tỳ kheo, giữa chư thiên có ba tiếng chư thiên này thỉnh thoảng được vang lên, tùy thời được khởi lên, thế nào là ba? Này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, thì đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Trong khi ấy, này các tỳ kheo, tiếng chư thiên được vang lên, vì thánh đệ tử này nghĩ đến chiến đấu với ác ma. Này các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ nhất,
thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử sống chuyên tâm tu tập về bảy bồ đề phần, trong khi ấy, này các tỳ kheo, tiếng chư thiên được vang lên vì thánh đệ tử này chiến đấu với ác ma. Này các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ hai, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử với sự diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, trong khi ấy, này các tỳ kheo, tiếng chư thiên vang lên, vì thánh đệ tử này là chiến thắng trong chiến trận, đứng đầu trong chiến trận, sau khi chiến thắng vị ấy an trú. Này các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ ba, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Này các tỳ kheo, giữa chư thiên có tiếng chư thiên này thỉnh thoảng được vang lên, tùy thời được khởi lên. Thấy đệ tử chánh giác chiến thắng trong chiến trận, chư thiên cũng đảnh lễ bậc vị đại như vậy. Bậc trí tuệ chín mùi, chúng tôi đảnh lễ ngài, người được luyện thuần thục vì ngài đã chiến thắng trận đánh rất khó thắng. Ngài đã chiến thắng được quân đội của thần chết, không còn trở ngại gì. Nhờ giải thoát của ngài như vậy, các thiên nhân đảnh lễ vì như vậy. Vì đạt được mục đích, chắc chắn các thiên nhân đảnh lễ trong vị ấy. Pháp gì giúp thoát được khỏi thần chết chi phối? Dạ, Niệm Từ đã đọc xong. Dạ, Niệm Từ rất cảm ơn đạo tràng. Niệm Từ xin đưa mít lại cho sinh nhật Quỳnh ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thích Niệm Từ. Nam Mô Bích Tha giá, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan năm nhau đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ của tu nữ Khánh Ha. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Thích Niệm Từ, Thích Trần Đạo, cô ấy minh cảm ơn Thích Nguyên Tịnh, Sích Rạng Đông và Huynh Quá Thanh Á đã hoan hỷ ôn bài Kinh Tiểu Bộ số 82 La Mã. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới là 83 La Mã. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam thai ya, Nam mô tham ma ya, Nam mô sang khai ya. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trò hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vượng lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian.
Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Năm hai dạ, dạ cảm ơn Nguyên Quá Thanh cho bài học. Và trước khi con thỉnh sư lên giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, Kinh Tiểu Bộ Y Chí Vút Tát Cá chương 3, ba pháp phẩm 4 La Mã, bài 83 La Mã. Này các tỳ kheo, khi nào một thiên nhân mệnh chung từ bỏ thân chư thiên, có năm tướng xuất hiện ra trước: các vòng hoa héo úa, quần áo bị uế nhiễm, mồ hôi chảy ra từ nách, thân sắc trở thành xấu xí, thiên nhân không hoan hỷ tại chỗ ngồi chư thiên. Này các tỳ kheo, chư thiên sau khi biết thiên tử này mệnh chung, nói ba lời để cổ vũ: từ đây hiền giả hãy đi đến cõi lành, sau khi đi đến cõi lành hãy nhận được những gì khéo nhận được, sau khi nhận được những gì khéo nhận được hãy khéo chú. Được nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là nhận thức được những gì khéo nhận thức được của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là khéo ăn trú của chư thiên? Này các tỳ kheo, được địa vị làm người được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên. Khi được địa vị làm người, được lòng tin trong pháp và lực do Như Lai thuyết giảng. Này các tỳ kheo, đây được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên. Khi lòng tin được nhập vào, được an trú thành gốc rễ, kiên trì không bị làm tan nát bởi Sa Môn, Bà La Môn, thiên nhân, ác ma, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời, thì được gọi là khéo an trú của chư thiên. Khi nào vị thiên nhân từ bỏ thân chư thiên, vì thọ mạng đã hết, ba tiếng được thốt lên, do chư thiên an ủi, cổ vũ khiến hoan hỷ: từ đây này hiền giả, hãy đi đến cõi lành cộng trú với loài người. Khi đã được làm người trong chánh pháp vi diệu, hãy lấy được lòng tin ấy vô thượng, hiền giả hãy thâm nhập vào trong lòng tin ấy, an trú thành gốc rễ, cho đến trọn sanh mạng không bị làm tan nát. Trong diệu pháp khéo giảng, từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và mọi hành động khác được xem là thuộc. Ác ý lành. Vô lượng không sanh y, rồi làm các công đức cho sanh y đời sau, làm xong nhiều công đức với bố thí rộng rãi, rồi an trú người khác bị tử vong chi phối trong đời sống phạm hạnh trong chánh pháp vi diệu. Với lòng từ mẫn này, chư thiên khi biết được một thiên nhân mệnh chung, liền nói lời cổ vũ: thiên nhân hãy đến đây, hãy đến lại nhiều lần. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Vinh Vật Thanh Á đã phốt bài học. Sư có nghe được âm thanh của con kính dâng mít đến sư. Nhục Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đưa ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, chào Đại Đức Phật Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn
rất nhiều để cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở bài học hôm nay là chúng ta học bài 83 La Mã. Phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc phần chánh kinh. Trước khi giảng bài học hôm nay thì chúng tôi cũng nghĩ hướng về tam bảo, đảnh lễ, tấm tắc. Arahan Sammasambuddho Buddhan Phakavantan Apiwa Demi. Như tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Svakato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Như tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhatibano Phagavato Savakasanko Sankhan Namasami. Như tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phạm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong tam bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì ở đây nó có trong cái phần chánh kinh á, thì Đức Phật này dạy cái điều thứ nhất là ngài nói đến một cái vị thiên, nói chung là các vị chư thiên ấy. Thì sanh về cõi trời thì phải là do phước báo, đặc biệt là các vị này phải là quá sanh chứ không phải là thai sanh như ở cõi nhân loại của chúng ta. Tức là khi mà họ tái sanh thì họ tái sanh có mặt ở cái cõi đó. Khi mà họ có mặt ở cõi đó đó thì do là quá sanh cho nên là không có cái sự trưởng thành, giống như chúng ta là thai sanh là từ nhỏ rồi, từ đứa bé sơ sinh cho đến là cậu thiếu niên hay là cô thiếu nữ, rồi đến người thanh niên hay là người già. Thì ở đây đó không có như vậy, mà do rằng các vị ấy là quá sanh. Quá sanh như vậy đó thì chúng ta hiểu rằng sanh về cõi trời thì phải là có cái phước. Ở đây khi mà nói đến chư thiên thì mình phải giới hạn ở trong các cái cõi chư thiên, ở cõi dục giới. Chư thiên cõi dục giới, mặc dù các cái cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới thì cũng là quá sanh, nhưng mà ở đó chúng ta được biết gọi như là các vị phạm thiên sắc hoặc là vô sắc. Nhưng mà khi nói đến chư thiên thì chỉ cho các cái vị mà ở cõi nhân loại của chúng ta. Thí dụ như là chúng ta nghe là chư thiên ngự ở hư không, hoặc là chư thiên ở xung quanh ngôi chùa, ở gốc cây, ở ngọn cây, vân vân, ở các cái nơi mà tự viện, vân vân, đó là chư thiên ở cõi dục giới hay là chư thiên hư không. Còn khi mà mình nói là chư thiên á, thì các cái cõi trời từ thiết thứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá là thiên hay là tha quá tự tội, chúng ta chỉ ở đây là cả luôn cả sáu cõi trời dục giới. Như vậy thì được gọi là các vị chư thiên. Thì kinh si mà sinh về các cái cảnh giới chư thiên á, thì đòi hỏi các vị đó phải là có phước, có phước mới sanh về cõi đó, không thôi là sanh vào cõi khổ rồi. Cho nên á, là khi mà họ sanh ra là quá sanh, thì khi mà họ sắp sửa từ giả ở cuộc đời này đó, ở trên cái cõi đó đó, thì có những cái hiện tướng. Ví dụ như chúng ta thì nhiều khi là chúng ta chết thì do tai nạn, chúng ta chết tai nạn này hoặc là tai nạn kia, bất đắc kỳ tử chúng ta chết, hay hoặc là có những người đó là có những cái biểu hiện là tuổi già rồi bệnh đau rồi chết, vân vân, hay là tuổi trẻ mà do bệnh đau thì những cái biểu hiện đó, những cái biểu hiện đó là những cái biểu hiện mà chúng ta nói là cái sức khỏe bắt đầu là nó suy giảm, rồi chúng ta mới có thể chết được.
hoặc là chúng ta bệnh đau, chúng ta bệnh nan y, thì sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ chết. Đó là những cái biểu hiện ở cõi người của chúng ta. Nhưng mà các cái cảnh giới chư thiên ấy, thì đặc biệt là chư thiên dục giới ấy, thì nó có những cái biểu hiện. Biểu hiện ở đây đó thì chúng ta được nghe ở đây là dòng qua được bị héo, héo úa. Bị héo úa. Ví dụ như chúng ta thấy là thiên nữ, thiên nam, thường đó là các vị thiên nữ đó những cái vòng qua cài lên người, hay là thiên nam là cũng vậy, có những cái vòng qua đeo ở trong người. Cái vòng qua đó là để trang sức thôi, để trang sức cho một cái vị thiên đó. Chúng ta biết rằng các vị thiên đó thì sinh lên đó, đó thì nam á, thì thọ tuổi khoảng độ 18 đôi mươi, nhưng mà nữ, thiên nữ á, thì giống như là tuổi 16, tuổi trăng tròn. Và họ không có già, cũng không có bệnh, và họ cũng không có cái chết mà như kiểu như chúng ta. Như chúng ta là chúng ta tắt thở rồi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta chết. Nhưng mà chết của họ là do quá sanh, cho nên là họ không, cũng không phải là bệnh đau như chúng ta. Nhưng mà nó có những cái biểu hiện, những cái hiện tướng. Hiện tướng nó hiện ra ở đây đó là hoa cài trên người của họ, của các vị chư thiên đó, các vị thiên đó đó, thì sẽ bị héo úa đi. Đó là những cái biểu hiện. Biểu hiện thứ nhất. Cái biểu hiện thứ hai nữa là quần áo bị lấm lem. Quần áo bị lấm lem. Vậy chúng ta biết ở đây đó là cái thiên y của các vị thiên thì rất là lộng lẫy, rất là đẹp, chứ không phải là đơn thuần như như chúng ta. Thiên y ở đây chúng tôi nói là quần áo đó, thì các cái thiên y đó đó rất là đẹp. Hả, mà thiên nam thì nó có những cái thiên y của thiên nam, mà thiên nữ thì có những cái thiên y của những thiên nữ đó. Cho nên là ở đây đó là cái quần áo, khi mà cái thiên y của họ bị quần áo của họ bị lấm lem như vậy, bình thường thì nó sẽ sạch, nhưng mà đến khi mà cái tuổi thọ sắp hết á, thì cái quần áo nó sẽ bị, cái thiên y đó nó sẽ bị lấm lem, nó sẽ bị dơ. Chúng ta biết rằng cảnh giới chư thiên là cảnh giới tùy theo, do rằng hưởng phước, cho nên là tùy theo mỗi cảnh, mỗi cái cõi đó, thì cái sự hưởng phước khác nhau. Họ không có làm lụng như chúng ta. Chúng ta thì làm nghề nghề kia, nghề tài xế, người làm nông, nghề buôn bán, nghề dịch vụ, vân vân, mình làm cái này làm cái kia để mà mưu sinh cho cuộc sống. Nhưng mà đối với các vị thiên á, thì họ hưởng phước mà họ cũng không có làm như cái nghề cũng như chúng ta. Chúng ta hiểu vậy, là không có làm nghề nghề nghiệp như chúng ta, làm nông hay là buôn bán hay là dịch vụ hay là tất cả các cái nghề nghiệp mà như ở cõi nhân loại chúng ta làm, thì ở cõi chư thiên thì hưởng phước rồi. Nhưng mà khi nào mà thấy cái thiên y của họ bị lấm lem đó, thì chúng ta hiểu đó là một trong những cái biểu hiện của cái tuổi thọ sắp hết. Tuổi thọ sắp hết. Cái biểu hiện thứ ba đó, đó là mồ hôi ở trong người của họ sẽ toát ra. Mồ hôi trong người đó. Bình thường đó là chúng ta biết rằng các vị chư thiên họ không có toát cái mồ hôi như cõi nhân loại của chúng ta. Sở dĩ mà chư thiên người ta thường, chúng ta nhớ rằng là chư thiên đó là thường thường họ đến để mà họ đảnh lễ Đức Phật, hoặc là họ vấn hỏi đạo Đức Phật, hoặc là họ hầu cận Đức Phật ấy, thì thường thường là đêm phia. Đêm phia với lý do tại sao họ không có xuống ban ngày, hay là họ xuống ban chiều, ban tối, mà họ lại chờ đêm phia. Ở đây đó là giờ, cái giờ giấc đó, đó thì cái cõi nhân loại người ta sẽ ngủ nghỉ, người ta ngủ nghỉ, cho nên các vị chư thiên lúc đó đó là nó không có cái người nhiều, cho nên không có thoát ra cái mồ hôi. Trong khi các vị chư thiên á, các vị chư thiên á, khi nào bình thường thì không có bao giờ mà thoát ra cái mồ hôi. Chúng ta biết rằng những cái thực phẩm của các vị thiên á, cũng khác với cái thực phẩm ở cõi chúng ta. Bởi vì sao?
bởi vì người ta hưởng phước, cho nên cái thực phẩm đó nó cũng cũng tế hơn, cũng vi tế hơn, chứ không phải là như chúng ta là ăn cái này uống cái nọ vân vân, thì cái thực phẩm đó, nó cũng đơn giản hơn hoặc là vi tế hơn. Ở đây chúng ta thấy gì? Nhưng mà khi nào mà mồ hôi mà thoát ra đó từ ở trong cơ thể của họ, thì đó là biểu hiện của cái tuổi thọ của họ sắp sửa hết. Đó là một trong những cái biểu hiện thứ ba mà chúng ta gặp ở đây. Rồi một cái biểu hiện thứ tư nữa đó là thân sắc của họ trở nên xấu xí. Xấu xí. Ví dụ như chúng tôi nói ở đây đó là họ không có cái biểu hiện của cái tuổi già. Mà nam á, sinh ra là cỡ 18 đôi mươi thì thế là họ cứ như vậy hoài cho đến khi mà họ nhắm, họ bỏ cái thân mạng, cái mạng sống ở đó đó, để rồi họ mạng chung á, thì họ mất thôi, chứ họ không phải là có cái biểu hiện già như chúng ta. Nhưng mà rồi thiên nữ thì cũng có một cái sắc đẹp trẻ trung như là một cái cô thiếu nữ độ tuổi trăng tròn, tuổi 16 vậy thôi, do cái phước của họ mà. Cho nên là chúng ta có nghe cái chuyện mà công tử Nam Đà, hoàng tử Nam Đà là em bà con với Đức Phật, thì chúng ta biết rằng hoàng tử Nam Đà đó là cái ngày mà cưới cái cô, một cái cô công nương đó, đó rất là đẹp. Lúc đó thì Đức Phật ngài dùng cái thần lực để mà ngài tiếp độ công tử Nam Đà, thái tử Nam Đà đó, thì ngài mới dẫn dụ, dẫn cho các vị thiên, thì dẫn cho hoàng tử Nam Đà đi lên cõi trời gặp các vị thiên nữ. Thì khi mà thấy các vị thiên nữ đẹp như vậy đó, thì so sánh với là một công nương mà đẹp nhất ở cõi trần gian này đó, để mà cưới làm vợ, thì thật sự là nó giống như là cái con khỉ mà nó đốt cháy. Đó là cái cảm nhận của hoàng tử Nam Đà là như vậy. Ở đây muốn nói tức là cái thiên sắc của một cái vị thiên nữ đó, do cái phước của họ cho nên họ rất là đẹp, họ rất là đẹp như vậy đó. Thì nhưng mà lúc bấy giờ đó, cái thiên nữ này hay là cái thiên nam này đó, thì cái thân sắc của họ trở nên xấu xí, biểu hiện của sự xấu xí, tức là nó không có đẹp, được đẹp nữa, không được đẹp nữa. Rồi cái biểu hiện thứ năm nữa đó là các cái vị thiên nhân ở tại chỗ đó, đó không có quan hỷ ngồi tại cái chỗ của cái vị thiên đó, vị chư thiên. Tại vì ở đây đó chúng ta biết rằng mỗi vị thiên á thì họ có cái phước riêng, và khi họ sanh về đó tùy vào cái phước lớn hay phước nhỏ cũng sanh về cõi trời. Nhưng mà rồi đó là có cái phước lớn phước nhỏ, thì cái tòa lâu đài của họ nó cũng lớn hay nó nhỏ, hay nó quy nga tráng lệ hay là nó không quy nga tráng lệ nhiều. Nhưng mà cái chỗ chứ cái vị thiên đó, đó là các vị thiên khác người ta cũng không quan hỷ để gần gũi cái chỗ đó. Đó là một trong những cái biểu hiện mà chúng ta nói rằng một cái vị thiên sắp sửa mạng chung ở cõi đó. Chúng tôi nhắc cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng trong kinh Pháp Cú có nhắc đến một vị hoàng hậu, vợ của một thiên tử đó, khi mà đi ra một cái giường thượng quyển ở cõi trời đó nha, một vị thiên tử ở cõi trời đi ra giường thượng quyển, ở dưới đây chúng ta có thể nói là giống như cái đi công viên vậy đó, đi ra cái giường bách khoa để mà thưởng ngoạn cái cảnh đó. Rồi nhưng mà rồi đó thì thấy cái tuổi thọ của mình sắp sửa hết, cho nên là đi ra đó dạo cùng với cung nữ rồi tự động biến mất ở cõi đó, tức là chết ở cõi trời. Thì chết cõi trời như vậy đó, thì vị đó sanh xuống ở dưới cõi nhân loại, sanh xuống như nhân loại, trở thành một cái cô bé, cô một cái bé gái nhỏ, rồi sau đó lớn lên lập gia đình, rồi có con, rồi đó bắt đầu là cũng đi tạo phước, nhớ lại cái tiền kiếp của mình, kiếp trước đó đó là mình ở cõi trời, cho nên để mà trùng cùng hội ngộ với lại một cái vị thiên tử chồng của mình ở cõi trời đó, cho nên cái vị thiên nữ này cố gắng tạo phước thời kỳ gặp Đức Phật, cho nên cái vị này đó là
vị thiên nữ này là khi mà sanh xuống ở cõi nhân loại đó, làm người như vậy thì cũng biết tạo phước, cũng biết tạo điều thiện, tạo phước cúng dường, rồi nguyện rằng mong sao rằng với cái phước này mà sau khi thân ngoại mệnh chung ở cõi nhân loại đó thì sẽ sanh lại trùng cùng hội ngộ lại gì cùng với lại người chồng của mình. Thì quả thật là cái cô này cũng có gia đình, thì cổ cũng tạo phước như vậy, cúng dường như vậy, thì sau đó thì cổ mất ở cái cõi nhân loại thì cổ sanh trở lại ở cái cõi đó, và lúc bấy giờ cổ có mặt ở tại cái giường thượng quyển mà như chúng tôi nói khi nãy, là khi bới với kiếp người của mình. Ví dụ như chúng ta thấy là cái cõi tứ thiên dương là 50 năm ở cõi người của mình mới bằng có một ngày một đêm ở cõi tứ thiên dương thôi, trong khi cái cõi đau lợi thì 100 năm ở cõi người của mình mới bằng là một ngày một đêm ở cõi nhân loại thôi. Cho nên mình nói là cái cõi đau lợi đi, thì dù là một kiếp người là bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cũng chỉ là 100 năm, và chỉ vắng mặt ở cái công viên đó, ở công vắng mặt ở cái vườn thượng quyển đó trong khoảng thời gian ngắn đó thôi, thì là một kiếp người ở cõi nhân loại rồi. Thì cái cô này cổ mới sanh lại, rồi cổ cùng với các vị thiên nữ đó là đi trở về hoàng cung. Thì vị thiên tử đó mới hỏi rằng hồi sáng giờ nàng đi đâu, thì nàng mới nói rằng nàng đi ra ngoài cái giường thượng quyển, rồi nàng dạo về, rồi tự nhiên nàng hết cái tuổi thọ, nàng sanh với cõi nhân loại, rồi nàng biết làm phước, biết tạo phước cúng dường, cho nên nàng sanh trở lại cái cõi trời, mà ở đây đó có thể là nói là cõi trời đau lợi. Thì chúng ta nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là những cái biểu hiện của năm cái biểu hiện: một là cái vòng hoa bị úa héo, hai là quần áo cái thiên y nó bị ô nhiễm, thứ ba nữa là mồ hôi ở trong người đó nó toát ra, thứ tư là thân sắc của cái vị thiên đó bị xấu xí, thứ ba nữa là thân sắc bị xấu xí, thứ tư là thân sắc bị xấu xí, thứ năm á, là các cái vị thiên đó đó người ta không quan hỷ ngồi ở gần gũi với là cái chỗ cái vị thiên mà vừa sắp sửa hết phước. Đó là những cái biểu hiện mà một vị thiên sẽ gặp được những điều đó. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng là khi mà một người làm được cái việc lành á, tức là từ ở cái việc ngoại trừ chúng ta tu chứng thiền thôi, ngoại trừ chúng ta tu chứng thiền. Nếu chúng ta chưa chứng thiền sắc giới á, thì tùy theo cái thiền chứng mà chúng ta sanh về các cái cõi trời phạm thiên sắc giới. Còn nếu chúng ta chưa chứng thiền, tu mà có chánh niệm lúc mà chúng ta mệnh chung, chúng ta có định tâm thì chúng ta cũng sanh về cảnh giới lành, mà sanh ở đó mình có thể nói là các cái cõi dục giới vui có thể. Thì ở đây đó là khi mà mình được sanh lên á, thì các cái vị thiên đó, đó họ rất là hoan hỷ được một cái người thiện hữu, một cái người bạn sanh ở trong một cái cảnh giới chung như vậy, thì chư thiên họ rất là hoan hỷ ở trong, do rằng có một người làm được cái điều lành cho nên họ rất là hoan hỷ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây chúng ta thấy gặp một điều nữa là ngài nói là này các tỷ kheo, được địa vị làm người, được địa vị làm người, được gọi là đi đến cõi lành của cõi chư thiên. Khi được địa vị làm người, được lòng tin ở trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, này các tỳ kheo, đây được gọi là nhận được những gì khéo nhận của của các vị thiên. Đó là cái điều mà chúng ta gặp ở đây. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái người mà sanh lại cõi người cũng vậy, sanh về cái cõi chư thiên, các cái cảnh giới chư thiên cũng vậy. Nếu mà được có cái lòng tin pháp và luật này, tin vào pháp và luật này, chúng ta biết rằng vì sao nói là pháp và luật. Cái điều này đó là chúng ta hiểu rằng nó bao gồm cả tam tạng, bao gồm cả tam tạng. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật có dạy rằng này chư tỳ kheo, sau khi Như Lai tịch diệt, các thầy hãy lấy pháp và luật làm thầy.
Thì ở đây đó chúng ta hiểu cái từ tham ma và vinaya đó, thì ở đây chữ tham ma thì nó bao gồm cả 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 luận tạng, kinh tạng và luận tạng. Còn luật tạng thì nó là cái chữ vinaya, tức là những cái nguyên tắc sống của những cái vị đệ tử của Đức Phật, của những bậc xuất gia hay là của hàng cư sĩ, đó là cái nguyên tắc sống. Cái nguyên tắc sống như vậy thì một người mà có cái lòng tin đối với pháp và luật mà do Đức Như Lai thuyết giảng, thật sự là nói cái điều này đó, quý vị biết rằng là khi mà mình nói rằng cái cõi nhân loại của chúng ta đó, để mà cái người mà có niềm tin ở trong Phật pháp này không phải là dễ. Có cái niềm tin ở trong Phật pháp không phải là dễ. Cợn cạc, không có một cái sâu sắc, không có đi tìm hiểu đức tin ở trong pháp và luật này, nó cũng có. Như vậy chúng ta thấy rằng là nhiều khi đó là cái người họ không có lòng tin ở trong pháp và luật, trong cái lời dạy của Đức Phật, thì họ không thể nào mà lắng nghe, không thể nào mà suy gẫm, không thể nào mà họ thực hành theo lời dạy của Phật được. Cho nên cái người mà có cái lòng tin á, thì ở đây á, là một trong những cái điều mà rất là quý. Cái người mà có lòng tin ở trong pháp và luật mà do Đức Như Lai thuyết giảng rất là quan trọng. Bởi vì xem như là cái điều đó là nhận từ ở nơi cái gì là được mà Đức Phật ngài giáo hóa. Cho nên cái người mà hiểu được cái pháp giáo pháp này đó, thì cái người đó họ mới sống tu tập vừa là lợi lạc cho mình, vừa lợi lạc cho những người chung quanh. Chỉ có những người mà có đức tin ở trong cái pháp và luật này, tức là những cái pháp và luật do Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Cho nên là ở điều đó, đó không có gì bằng. Rồi chúng ta nói rằng là ở trong cõi nhân loại là như vậy, không phải là những người mà gặp Phật pháp người ta quan là người ta thọ nhẫn, người ta hành trì đâu. Ở xã hội chúng ta thấy là rất là nhiều người, nhưng mà để là quan hỷ ở trong Phật pháp, có niềm tin ở trong chánh pháp nó khó lắm, ít lắm. Nhiều khi cái niềm tin đó nó cũng không có vững nữa. Rồi sau một thời gian nó thay đổi đi, nó tin cái gì đó ngoài pháp và luật này. Như vậy đó thì cái người đã bị lệch lạc về tư kiến, lệch lạc về tri kiến của mình, và nhiều khi cái niềm tin của mình nó tà tính cũng có, mà tà kiến cũng có. Đó là cái nguy hại. Nhưng mà ở đây đó, nói là một người mà có cái lòng tin đối với pháp và luật mà do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng đó, Đức Thế Tôn thuyết giảng đó, thì điều này nó rất quan trọng, rất là có giá trị và rất là lợi lạc. Đó là chúng ta nói đến cái cõi nhân loại của chúng ta. Như vậy thì cái người mà có niềm tin đối với pháp và luật rất là ít, rất là ít. Bây giờ chúng ta nói đến cái cõi chư thiên, sanh về cõi chư thiên á, chư thiên ở tứ thiên dương hoặc đao lợi gì đó, ví dụ vậy, thì chúng ta thấy rằng sanh về thì nhiều ở cõi chư thiên, nhưng mà ở đây chúng ta phải phân biệt rằng có những vị chư thiên có chánh tính, nhưng mà có những vị không có chánh tính, chứ không phải vị thiên nào cũng có chánh tính. Vì vậy cho nên là trong cái bài kinh, có bài kinh mà có kể rằng là kinh Trường Bộ, có kể rằng có khi đó là các cái vị Atula kéo quân sang mà đánh các vị tiên, Đức Trời Đế Thích nhiều khi cũng phải bỏ luôn cả cái cung điện của mình để mà chạy đi chỗ khác. Rồi có khi đó là các vị chư thiên họ thắng các vị Atula, họ đuổi là họ đuổi những vị Atula đi chỗ khác. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói các vị Atula cũng là một vị thiên, một vị thiên chứ không phải là ít, nhưng mà cái tâm của họ là cái tâm nó không được hiền thiện đó, nó không được hiền thiện. Và thậm chí đó là cái vị đó cũng không có, chúng ta biết rằng có những vị thiện thần, chư thiên hiền thiện, nhưng mà có những vị thiên á, thì rất là ác, độc, có những cái tâm hung dữ như là Atula, như Atula. Cho nên đó là nhiều khi là mình cũng bị thử thách, một người nào đó mà gặp những các cái vị ác thần hay là các vị Atula hay là các vị ác chư thiên á, thì ở đây đó chúng ta biết rằng
thì những vị đó sẽ họ sẽ phá pháp mình, họ sẽ thử thách mình nhiều thứ. Trong khi các vị thiện thần ở đây, các vị chư thiên mà có quy tam bảo, chúng ta biết rằng một người mà bố thí chẳng bần á, thấy người ta khổ mình giúp người ta, thật sự ra thì mình chết mình cũng sanh được làm một vị chư thiên. Nhưng mà chư thiên đó là chư thiên họ không có quy tam bảo, không có quy tam bảo thì họ không có bao giờ mà họ hộ trì tam bảo đâu. Chúng ta lưu ý vậy. Cái phước thì họ được sanh về đó để họ hưởng làm một vị thiên vậy đó, nhưng mà sự thật ra là họ không có lòng tin đối với tam bảo, không có lòng tin đối với nhân quả, và do đó thì họ không chưa chắc lại họ hộ trì đối với những người hành thiện pháp. Trong khi một người mà có quy tam bảo, có tin về nhân quả, tin ở nơi ân đức của Phật, ân đức của pháp, thì họ làm những điều thiện, họ thực hiện những cái điều, khi mà họ sanh, họ một mạng chung á, họ sanh về cái cõi giới cảnh giới chư thiên ấy, thì chư thiên đó đó là gọi là thiện thần hay gọi là thiện chư thiên. Thì khi mà mình ta thấy mình làm điều thiện thì người ta hộ trì mình. Như trong kinh Tăng Chi thì Phật dạy rằng ai thương tưởng với các vị chư thiên thì các vị ấy sẽ được chư thiên thương tưởng, người ấy sẽ được chư thiên thương tưởng lại. Ở đây có nghĩa là tại sao chúng ta có cái truyền thống là khi chúng ta làm được những cái việc thiện gì thì chúng ta thường là hồi hướng cho các vị chư thiên, hồi hướng cho Đức Trời Đế Thích, hồi hướng cho Diêm Vương, hồi hướng cho Ma Vương, Đức Trời Đế Thích, vân vân. Thì ở đây chúng ta muốn nói là chúng ta hồi hướng cho những vị đó, tức là chúng ta tạo phước, chúng ta chia phước đến cho họ, thì đó là mình thể hiện cái pháp thương tưởng đến với các vị chư thiên. Thì đến khi nào đó mà mình có cái hữu sự gì đó thì các vị thiên đó sẽ là mình được thương, sẽ được mình thương tưởng lại, sẽ được họ thương tưởng lại, mình sẽ được các vị chư thiên thương tưởng lại, người ta hộ trì lại cho mình. Đó là điều mà chúng ta cần làm. Vì vậy cho nên khi mà một người mà có lòng tin đối với pháp và luật này, hiểu được nhân quả, thực hành những cái thiện pháp trong đời sống hàng ngày, tránh xa những cái việc ác, thực hiện những cái việc lành và sống thực hành theo pháp và luật này đó, đúng như lời của Phật dạy, thì đó là một cái hạng người mà ở đây đó là phải nói rằng đáng được các cái vị chư thiên cũng như nhân loại sẽ được tán thán cái vị đó. Cái thứ ba nữa là nói cái gì? Thứ ba nữa ở đây đó là khi một người có lòng tin như vậy đó, có lòng tin như vậy thì người đó sẽ được nhập vào an trú vào gốc rễ kiên trì, không làm bị tan nát bởi sa môn và la môn chư thiên ác ma. Ở đây đó chúng ta cần phải làm rõ cái điều này. Khi một người mà có lòng tin á thì phải nói là lòng tin vững chắc rồi đó, thì đó là một cái người mà luôn luôn an trú vào trong cái gốc rễ và giữ được cái niềm tin ở trong cái việc thực hành ở giáo pháp của Đức Phật, thì người đó không thể nào bị cái việc mà gọi là mình bị mất đi cái lòng tin đối với sa môn, hay là mình mất đi cái lòng tin bà la môn, rồi mất đi cái lòng tin đối với nhân thiên hay là ác ma hay là phạm thiên. Chúng ta lưu ý như vậy. Cái người xưa có nói một cái câu như thế này: tạo nên sự nghiệp là khó, mà giữ gìn được sự nghiệp là càng khó hơn. Ở đây đó là một người có lòng tin là đã khó rồi, mà giữ được cái lòng tin đó, giữ vững được cái lòng tin đó của mình từ kiếp này sang kiếp khác, từ khoảng thời gian này sang với đời thời gian khác trong cái kiếp của người, kiếp nhân sinh của mình đó, thì rất là khó. Như vậy thì ở đây đó Đức Phật ngài nói là tán thán cái người mà duy trì cái niềm tin đó và giữ gìn cái niềm tin đó bất cứ khi nào. Ở đây nói đến sa môn á, thì quý vị biết rằng là cái từ samana là chỉ cho các cái vị mà ở trong truyền thống văn hóa của Phật, của Bà La Môn giáo ngày xưa, đó là những vị tu hành mà không sống không có nhà cửa, rải đây mai đó, du phương rải đây mai đó, thì người ta gọi là các đoàn sa môn. Và cái chữ sa môn đó, chữ samana đó, đó là
ở trong Phật giáo khi mà Đức Phật ngài ra đời tại Ấn Độ đó, thì ngài giữ, dĩ nhiên là ngài vẫn giữ lại cái ngôn, cái danh từ đó, cái danh từ đó ở trong Phật giáo. Sa môn ở đây là chỉ cho các vị thánh, hay là sa môn ở đây là chỉ cho các vị tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, tức là chỉ cho những vị xuất gia. Vậy thì chúng ta hiểu là ngoài cái việc mà xuất gia các vị thánh ra, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả, cái người mà có cái niềm tin đối với lại các vị sa môn, bà la môn á, cho nên là mình có thể là cúng dường, có thể là đảnh lễ cái người thân cận học hỏi. Thì do như vậy cho nên là cái người đó không bị mất cái lòng tin đối với sa môn, bà la môn. Sa môn là như vậy. Sa môn ở đây là chỉ cho các vị tu hành ở trong giáo pháp của Đức Phật, mặc dù là chưa giác ngộ, nhưng mà chỉ cho sa môn là như vậy. Chữ Samana ở đây là ngoài cái việc chỉ cho bậc thánh thì còn chỉ cho các vị xuất gia thực hành theo cái giáo pháp của Đức Phật, rồi cũng rày đây mai đó sống đời sống không gia đình, cũng sử dụng cái từ sa môn ở đây. Cái thứ hai nữa đó là chỉ cho các vị bà la môn. Chúng ta thấy rằng cái từ sa môn, bà la môn đó là trong kinh điển Pali chúng ta sử dụng rất là nhiều. Mặc dù là cái từ này chúng ta biết là nó phát xuất từ trước đó, tức là vào thời kỳ đạo Bà La Môn, trước Đức Phật cho đến đương thời Đức Phật đó, thì họ cũng sử dụng từ đó. Cho nên cái từ Bà La Môn đây từ gọi là Rama, Rama, tức là chỉ cho các cái vị mà xuất thân theo đạo Bà La Môn á, thì chỉ cho những vị xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn. Chúng ta biết xã hội Ấn Độ và trước thời kỳ Đức Phật cho đến thời kỳ Đức Phật cũng vậy, cũng phân hóa thành bốn cái giai cấp. Một cái giai cấp Khatiya, tức là giai cấp Sắc Đế Lị. Giai cấp thứ hai là giai cấp Brahma, tức là giai cấp Bà La Môn. Giai cấp Vesa là giai cấp Thương Buôn, rồi giai cấp Thủ Đà La, vân vân, là giai cấp Nô Lệ. Thì những vị bà la môn ở đây đó, thì chúng ta hiểu là nếu mà xài theo cái từ những người bà la môn thì người ta chỉ cho những người sanh ở trong cái giai cấp bà la môn. Được sanh là cha là người bà la môn, mẹ là người bà la môn trong huyết thống đó. Nhưng mà bà la môn ở đây trong Phật giáo thì chỉ cho những cái vị đạo cao đức trọng. Trong Phật giáo thì chỉ cho đạo cao đức trọng. Cho nên ở đó cũng có thể chỉ là một vị A-la-hán, một vị thánh nữa. Từ bà la môn cũng chỉ cho một vị thánh nữa, vị thánh nữa. Như vậy thì chúng ta hiểu ở đây đó là cái người mà có lòng tin đối với sa môn, bà la môn là như vậy. Bà la môn là chỉ cho các cái vị thánh, hay là bà la môn là những vị đạo sĩ ẩn cư, những cái vị thờ cúng thần lửa theo văn hóa của Ấn Độ, vân vân. Tôn thờ của tôn giáo gọi là Bà La Môn giáo ngày xưa. Thì ở đây đó là nói đến Bà La Môn là chỉ cho một cái vị trí của một cái vị tu sĩ ở trong Phật giáo. Trong Phật giáo chúng ta gọi là Bà La Môn là những vị tu sĩ hay là những vị thánh, cũng là cái nghĩa là như vậy. Cái kế tiếp nữa là nói đến cái gì? Nói đến thiên nhân. Thiên nhân đó là chỉ cho vị thiên ở cõi trời. Chúng ta biết rằng sanh về cõi trời cũng là nhờ cái phước. Sanh về cõi trời cũng nhờ cái phước. Phước đó là phước cung kính, phước đó là phước bố thí, phước đó là phước trì giới. Phước là nhờ tu tập mà có chánh niệm, chánh định, mà khi mệnh chung không tán loạn tâm thì họ cũng được sanh về cõi trời dục giới. Vậy phước đó là phước nghe pháp, phước đó là phước phục vụ, vân vân. Thì nhiều cái phước lắm. Cho nên khi mà họ tạo phước ra như vậy thì họ sẽ sanh về các cái cảnh giới chư thiên. Tùy theo cái phước của họ mà họ có thể sanh về các cái cảnh giới đó. Rồi bây giờ nói đến ác ma. Ác ma ở đây chúng ta hiểu là cái vị ở cõi trời tha hóa tự tại. Ác ma sở dĩ gọi là ác ma như vậy đó thì là vì thử thách gây trở ngại cho Đức Phật cũng như là các vị thánh đệ tử của Đức Phật khi mà các ngài
tu tập thành đạo giác ngộ thì ác ma sẽ thử thách những người đó. Do có thử thách cho nên gọi là ác ma, hay là gây trở ngại cho nên gọi là ác ma, là như vậy. Nhưng mà sự thật ra cái vị này là cõi Chúa tha hóa tự tại, phước báo rất là lớn, chứ không phải là ít, không phải là ít. Kế tiếp nữa là nói đến Phạm Thiên, thì ở đây đó là chỉ cho những vị Phạm Thiên ở các cái cõi trời sắc giới hoặc là vô sắc giới. Những vị này là phải nói một điều, đó là những vị này hầu như là chứng thiền hết, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới, hoặc là bốn thiền vô sắc, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng xứ, tức là bốn thiền vô sắc, bốn thiền sắc, tức là bát thiền. Thì vị này được gọi là vị Phạm Thiên. Sanh ở cõi này cũng là sanh cõi này cũng là nhờ do chứng thiền đắc thiền, chứ không phải là do làm phước, mà do chứng thiền đắc thiền mà vị đó sanh về cõi đó. Như chúng ta biết rằng cõi dục giới của chúng ta, dù là cõi nào đi nữa thì cũng có cái căn tính nó rõ ràng. Căn tính ấy chúng tôi muốn nói tức là thí dụ như thiên nam hoặc là thiên nữ, nó có rõ ràng như vậy. Có người thì sanh làm thiên nam, có người sanh làm thiên nữ, tức là chúng ta có một cái giới tính, căn tính nó rõ ràng. Trong khi sanh về cõi Phạm Thiên sắc giới hoặc vô sắc giới thì do rằng dừ trừ dục, không có dục, cho nên là các vị đó, hơn nữa là sắc nó cũng là tế, cho nên là các vị đó không có hưởng dục, và không có hưởng dục cho nên là họ không có sắc tính nam hoặc là không có sắc tính nữ. Ở đây không phải là giới tính thứ ba, mà là không rõ ràng, không có cái sắc giới tính nam và giới tính nữ ở đó, không có giới tính nam và giới tính nữ, do rằng họ họ thường được ra khỏi dục và sanh về cõi đó là cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới, không phải là cõi dục giới, cho nên là họ không cần phải có giới tính nam hay là giới tính nữ ở đây. Phạm Thiên ở đây đó có thể nói là người phàm mà đắc thiền cũng có, hay là bậc thánh mà đắc thiền ở cõi đó cũng có. Chứ không phải là chỉ cho phàm phu không, mà là cả bậc thánh mà chưa hoàn toàn giải thoát đó, thì các vị đó cũng sanh về các cái cảnh giới đó, rồi tiếp tục tu tập nữa, đến khi nào mà hoàn toàn giải thoát, chứng quả vô sanh, bởi vì A-la-hán thì thôi, chứ còn không thì vị đó vẫn còn sanh về, nếu mà đắc thiền thì sanh về cõi Phạm Thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, tùy theo cái thiền chứng của mình. Thiền chứng của mình. Như vậy thì nói đến Sa Môn, Bà La Môn, hay là Thiên Nhân, Ác Ma, hay là Phạm Thiên ở đây, đó là một các cái giới mà ở trong kinh điển Pali thường đề cập đến, thường đề cập đến. Thí dụ như ngài nói là cho đến khi nào Như Lai chưa thật sự liễu tri về bốn sự thật, cho đến khi đó trên thế giới này, thế giới này giữa thế giới chư thiên Sa Môn, Bà La Môn, Ác Ma, Phạm Thiên, Như Lai chưa tuyên bố Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác. Khi chúng ta đọc là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân hay là Ác Ma, Phạm Thiên thì bao gồm cả những cái vị chư thiên, những cái vị ở cõi dục giới, cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới. Thì Đức Phật á là một cái bậc gọi là thế gian giải. Thế gian giải tức là Lokavidu, tức là những cái bậc mà vượt lên trên, ngài giải những cái, ngài giải bài và ngài trình bày hết tất cả những cái sự biến hóa, cái sự thành tựu ở trong tam giới này. Cho nên là từ ở cái vật hữu tình cho đến cái vật vô tình như là núi non, sông biển, ao ngồi, đá, cái này cái kia. Còn hữu tình ở đây là chỉ cho các chúng sinh mà hiện hữu ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên là ngài giải, ngài biết hết những cái nguyên nhân, cái sự cấu thành hạnh nghiệp mà chúng sanh có mặt, rồi phương pháp, pháp nào đưa đến cái sự an tịnh nội tâm, thanh tịnh nội tâm, pháp nào đưa đến cấu quế của nội tâm. Đức Phật đều biết rõ những điều đó và ngài đều giải rõ điều đó.
Biết rõ ở đây là một trong những cái hồng danh gọi là chánh biến tri, chánh biến tri. Nhưng mà Ngài có một cái hồng danh nữa, đó là thế gian giải, tức là Ngài giải hết tất cả sự vận hành của các pháp, đến các pháp hữu vi liên quan đến hữu tình, vô tình. Sự hiện khởi đó có mặt ở trong tam giới này nó như thế nào thì Đức Phật đều giải rõ. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là một cái người mà an trú ở trong cái cảnh giới chư thiên phạm thiên như vậy, thì ở trong đời này đó là cái vị chư thiên đó gọi là chư thiên khéo an trú. Mà Đức Phật Ngài nói cái kệ là khi nào vị thiên nhân từ bỏ thân chư thiên vì thọ mạng đã hết, ba tiếng được thốt lên do chư thiên an ủi cổ vũ khiến quan hỷ, từ đây này hiện giả hãy đi đến cõi lành cộng trú với loài người, khi đã được làm người trong chánh pháp vi diệu hãy lấy được lòng tin, lòng tin ấy vô thượng, hiền giả hãy thâm nhập vào trong lòng tin ấy, an trú thành gốc rễ cho đến trọn sanh mạng, không bị làm tan nát trong diệu pháp khéo giảng, từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác và mọi hành động khác được xem là thuộc ác. Thân làm ác là thân làm các hạnh lành, làm nhiều lời nói lành, sau khi ý nghĩ lành vô lượng không sanh y, rồi làm các công đức cho sanh y đời sau, cho sanh y đời sau. Làm xong nhiều công đức với bố thí rộng rãi, rồi án trú người khác bị tử vong chi phối trong đời sống phạm hạnh, sống chánh pháp vi diệu với lòng từ mẫn này. Chư thiên khi biết đến một thiên nhân mệnh chung, liền nói lời cổ vũ: thiên nhân hãy đến đây, hãy đến lại nhiều lần. Khi mà mình có được cái lòng tin thì mình sanh, mình có được lòng tin và mình thực hành được chánh pháp, có lòng tin ở trong lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta hành được giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ được lợi lạc. Khi chúng ta chưa được giải thoát thì chúng ta sẽ sanh về cảnh giới lành, trong đó cái cảnh giới chư thiên, có cảnh giới chư thiên như vậy. Thì khi mà mình sanh về cảnh giới đó thì chư thiên họ sẽ là quan hỷ đối với mình rất là nhiều. Trong khi những cái biểu hiện mà đối với những cái vị mà đặc biệt là cái vị chư thiên do quá sanh, cho nên là những cái biểu hiện mà khi nãy chúng tôi vừa trình bày là qua trên người héo, rồi thiên y ở trên người nó bị dơ bẩn, bám dơ bẩn, hay hoặc là tâm thì không được vui, vân vân. Những cái biểu hiện đó là những biểu hiện của người sắp sửa mất ở cõi chư thiên. Như vậy thì ở đây đó có thể nói rằng là ba cái ý nghĩa chi pháp này. Cái thứ nhất là những cái biểu hiện của một vị thiên sắp sửa mệnh chung. Cái thứ hai là một vị thiên mà nếu mà một người mà có lòng tin đối với pháp và luật này do Đức Thế Tôn thuyết giảng thì điều đó rất là quan trọng. Cái điều thứ ba nữa, mình duy trì được cái niềm tin của mình không bị thay đổi bởi sa môn, bà la môn, thiên nhân hay là ác ma hay là phạm thiên, thì nghĩ rằng chính cái người đó sẽ được cái sự lợi lạc rất là nhiều. Đặc biệt là chúng tôi nói rằng khi mà mình quan hỷ với chư thiên và mình tạo phước được việc gì đó, việc thiện gì đó, mình cũng không quên hồi hướng đến các cái vị thiên. Và khi mà mình hồi hướng như vậy đó thì mình thì có hữu sự gì đó thì các vị chư thiên đó sẽ hộ trì lại chúng ta. Như là trong kinh Đức Phật dạy rằng ai thương tưởng các vị thiên, ai thương tưởng chư thiên thì dễ sẽ được chư thiên thương tưởng lại, là như vậy. Thì chúng tôi xin được dứt lời trong cái bài học hôm nay với ba cái ý pháp chi pháp là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa, và xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng,
chư Thiên hộ trì mỗi chư Phật tử tu nữ chúng ta được sự an vui, dũng mãnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình, luôn luôn có được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lần hai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân. Và con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đúng chúng con được trọn vẹn phước báo. Và kính dân Bích Đính Sư. Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa buddha nu pha vena sada sati phongan tu te Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa dhamma nu pha vena sada sati phongan tu te Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa dhamma nu pha vena sada sati phongan tu te Tất cả anh phụng hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.